Xin chào mừng tất cả anh chị em đã quay lại với hai kênh YouTube, một kênh chuyên về biểu diễn trống rong thiên tài, kênh thứ hai chuyên về các mặt hàng nhạc cụ cũng như là kinh doanh các mặt hàng nhạc cụ trống đàn, guitar, piano, keyboard. Thì hôm nay shop xin giới thiệu và cập nhật tới các bạn một dòng sản phẩm mới, đó là một bộ hát lai sao cạc H9 và một bộ lai sao cạc K300 để chúng ta dùng để live stream TikTok hoặc là Facebook bingo, nói chung là live stream, hoặc là chúng ta có thể dùng để hát karaoke nha anh chị. Thì hôm nay shop xin giới thiệu cập nhật tới anh chị em một bộ vài bộ live sau cạc. Hôm nay hàng vừa về khu thùng ra thì review cho anh chị em chúng ta cùng xem luôn. Trước mặt các bạn đây là một live sau cạc digital K300, hàng chính hãng nha anh chị. Bên shop ship code nhận hàng thanh toán tại nhà nha anh chị. Chúng ta được phép yêu cầu kiểm hàng trước khi nhận hàng. Số điện thoại của shop 0386 282 707, địa chỉ của shop km 37 Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Anh chị em có thể tới tại shop nhạc cụ Roland Thiên Tài xem hàng, hoặc cứ inbox Thiên Tài qua số điện thoại vừa gợi ý cho anh chị, thì anh chị inbox qua Zalo để Thiên Tài gửi hình ảnh kèm video chi tiết ship code cho anh chị em nhận hàng kiểm tra thanh toán tại nhà nha. Mời anh chị em chúng ta cùng xem bộ lai sao cạc H300 K300, xin lỗi. Cam kết đúng hàng chính hãng cho anh chị nha. Ship code cho anh chị nhận hàng rồi mới kiểm tra rồi mới thanh toán nha anh chị. Ship code toàn quốc. Anh chị inbox số điện thoại 0386 282 707. Có clip hướng dẫn trên kênh YouTube Roland Viron Thiên Tài. Và đây là bộ live sao cạc K300, đúng hàng chính hãng cho anh chị em, có giấy tờ chứng nhận đàng hoàng nha anh chị. Đây là một sách hướng dẫn, đây là một sách hướng dẫn của bộ lai sao cạc. Bộ lai sao cạc K300 này là dòng đời mới. Đây là một dòng sản phẩm mới được nâng cấp lên từ bộ lai sao cạc H9 nha anh chị, với nhiều chức năng hơn. Với nhiều chức năng hơn và nhiều chi tiết sẽ đẹp hơn nha anh chị. Đây là bộ lai sao cạc K300, đúng hàng chính hãng luôn nha anh chị. Shop kinh doanh hàng chính hãng phục vụ cho anh chị, có bảo hành 6 tháng. Nếu như có lỗi thì anh chị em sẽ được đổi mới hoặc sẽ được hoàn tiền 100%. Rồi dùng như thế nào, rồi kết nối như thế nào thì Thiên Tài sẽ hướng dẫn, Thiên Tài sẽ làm một clip hướng dẫn sâu nha anh chị. Clip này thì trong clip này mình chỉ làm review khui vài bộ quay cho anh chị em xem. Lai sao cạc H9 thì bên trong gồm có 2 sợi dây rắc để chúng ta thu âm, 1 sợi dây rắc nguồn để chúng ta sạc pin. Bộ lai sao cạc này khi chúng ta sạc pin chúng ta có thể dùng được từ 8 tới 10 tiếng liên tục nha anh chị. Anh chị nhớ là sạc pin được nha, không có cắm điện liên tục 24/24 nha, sẽ hư hoặc gây ra cháy nổ nha anh chị. Trong lúc chúng ta hát hò thì nó nóng á. SK300 chính hãng. Chúng ta sẽ tới phối hợp các theo đây. Đây là chi tiết của sản phẩm. Mỗi một bộ chúng ta sẽ gồm full bộ, sẽ gồm một màng lọc, một chân kẹp micro, một micro AT100, một micro AT100. Đây là micro AT100 chính hãng. Shop cam kết đúng hàng chính hãng cho anh chị nha. Đây là giấy tờ chứng nhận của hãng.
không phải chính hãng, anh chị em chúng ta được phép khiếu nại và được phép hoàn tiền lại 100%. Micro AT100, đây là mã sản phẩm. Trên thị trường bán có rất nhiều các mặt hàng như thế này, nhưng mà đa số là bán giá rất là rẻ nha anh chị. Anh chị em nào chúng ta ham rẻ chúng ta mua thì sẽ mua chúng hàng phay nha. Đây, trong hộp micro thì sẽ gồm một cái để che micro, một cái màn để chúng ta chụp vào đầu micro, một sợi dây micro. Trên sợi dây micro này có chữ của hãng đàng hoàng nha anh chị. Đây, một bộ thì chúng ta sẽ kèm theo một kẹp để micro, một chân kẹp để micro. Rồi, shop xin giới thiệu lại, quay lại cận cảnh chi tiết cho anh chị chúng ta cùng xem bộ loa sau cạc H300, xin lỗi, bộ loa sau cạc SK300. Đây là dòng được sản xuất vào năm 2021 nha anh chị, sản phẩm đời mới, cải tiến rất là nhiều so với bộ loa sau cạc H9. Đây là bộ loa sau cạc H9, anh chị chúng ta cùng xem, cùng so sánh. Đẹp hơn rất là nhiều nha anh chị, chức năng nhiều hơn tí, làm đẹp hơn. Bên phía tay phải này của Thiên Tài là một bộ loa sau cạc H9. Đây là dòng sản phẩm đời trước, SK300 được sản xuất vào năm 2021, sản phẩm mới ra mắt. Cảm ơn anh chị em đã dành chút ít thời gian xem clip rất là nhiều nha. Anh chị em có nhu cầu mua các mặt hàng, inbox Thiên Tài qua số điện thoại 0386 282 707. Số điện thoại của shop, địa chỉ km 37, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Anh chị em chúng ta xem clip đừng quên đăng ký hai kênh YouTube của Roland Varong Thiên Tài nha. Cảm ơn anh chị em rất là nhiều. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị em trong những clip review các mặt hàng tiếp theo.